Thúy Hằng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình ABTV. Thưa quý vị, hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình tin tức Nam Châu. Mở đầu là phần tin thế giới. Thưa quý vị, EU đình chỉ thuế quan cho hàng hóa Ukraine. Ủy ban châu Âu ngày 27 tháng 4 đề nghị đình chỉ trong vòng một năm thuế nhập khẩu đối với tất cả hàng hóa Ukraine không nằm trong thỏa thuận thương mại tự do hiện có để giúp kinh tế nước này trong thời kỳ chiến tranh với Nga. Các biện pháp này sẽ áp dụng đặc biệt đối với trái cây và rau củ, đối tượng của các yêu cầu về giá tối thiểu. Các sản phẩm nông nghiệp đang đối mặt với hạn ngạch và một số mặt hàng công nghiệp nhất định. Thuế quan lên các sản phẩm này sẽ được dỡ bỏ dần trước cuối năm nay. Việc dần dần dỡ bỏ thuế này được đặt ra trong Hiệp định Thương mại Tự do EU-Ukraine năm 2016, áp dụng cho phân bón các sản phẩm nhôm và ô tô. Liên hiệp châu Âu cũng sẽ miễn trừ cho Ukraine các biện pháp nhằm hạn chế nhập khẩu thép và dỡ bỏ thuế chống bán phá giá mà EU hiện đang áp đặt đối với ống thép và các sản phẩm thép cuộn cán nóng của Ukraine. Đề nghị hiện nay sẽ cần được Nghị viện châu Âu và các chính phủ EU đồng ý để có hiệu lực. Ủy ban châu Âu, cơ quan giám sát chính sách thương mại của 27 quốc gia EU, cho biết các biện pháp chưa từng có trước đây được đưa ra nhằm giảm bớt khó khăn cho các nhà sản xuất và xuất khẩu của Ukraine trước sự xâm lược của Nga. Ngoại trưởng Anh nói Trung Cộng muốn trỗi dậy phải chơi đúng luật. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Anh Liz Truss ngày 27 tháng 4 cảnh báo Trung Cộng không tuân thủ luật lệ quốc tế sẽ làm Bắc Kinh giảm khả năng vươn lên thành một siêu cường, đồng thời đề nghị phương Tây nên đảm bảo rằng Đài Loan có thể tự vệ. Nhắc lại lời kêu gọi tăng cường NATO, bà Truss nói, các động thái nhằm cô lập Nga khỏi nền kinh tế thế giới hầu đáp trả cuộc xâm lược Ukraine chứng tỏ rằng Nga không còn được phép tiếp cận thị trường các quốc gia dân chủ. Sự trỗi dậy về kinh tế và quân sự của Trung Cộng trong 40 năm qua được xem là một trong những sự kiện địa chính chính trị quan trọng nhất trong thời hiện đại, cùng với sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991, vốn kết thúc chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, bà Truss nhấn mạnh, Trung Cộng sẽ không tiếp tục lớn mạnh nếu không chơi đúng luật. Trung Cộng cần thương mại với G7. Chúng tôi nhóm 7 nước, chiếm khoảng một nửa kinh tế toàn cầu, và chúng tôi có các lựa chọn. Chúng tôi đã cho Nga thấy những lựa chọn mà chúng tôi sẵn sàng đưa ra khi các quy tắc quốc tế bị vi phạm. Bà Truss kêu gọi NATO cần có một cái nhìn toàn cầu mở rộng đến các nền dân chủ bên ngoài các nước thành viên, lấy Đài Loan là một ví dụ. Bà nói chúng tôi cần phải phủ đầu các mối đe dọa ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, làm việc với các đồng minh như Nhật Bản và Úc để đảm bảo rằng Thái Bình Dương được bảo vệ. Nga trao đổi tù với Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ vừa trao đổi anh Trevor Reed, cựu thủ quân lục chiến Hoa Kỳ bị giam giữ trong một nhà tù ở Nga, với ông Konstantin Zurashenko, công dân Nga đang thụ án 20 năm tù tại Hoa Kỳ. Anh Reed đến từ Texas, đang thụ án 9 năm tù ở Nga sau khi bị kết án hồi năm 2019 vì gây nguy hiểm tính mạng của hai cảnh sát trong khi say rượu trong chuyến thăm Moscow. Hãng tin Reuters cho hay anh Reed đã phủ nhận những cáo buộc này, và Hoa Kỳ gọi phiên tòa xét xử anh là một màn kịch phi lý. Trên mạng Telegram cá nhân, bà Maria Zakharova, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, xác nhận cuộc trao đổi tù nhân diễn ra vào hôm thứ Tư 27 tháng 4 là kết quả của quá trình đàm phán kéo dài. Tổng thống Joe Biden đã hoan nghênh việc anh Reed được thả khỏi trại giam ở Nga. Video từ đài truyền hình nhà nước Rossiya 24 cho thấy anh Reed được hộ tống đến phi trường Nukovo của Moscow và bay trở về Hoa Kỳ từ đó. Cha mẹ của anh Reed hồi tháng 3 nói anh đã tuyệt thực để phản đối việc bị biệt giam và anh đã không được chăm sóc y tế thích hợp, mặc dù nhiều người lo sợ rằng anh bị bệnh lao. Cơ quan nhà tù Liên bang Nga hồi tháng 3 đã phủ nhận việc anh Reed từng tiếp xúc với bất kỳ ai bị bệnh lao, đồng thời khẳng định các xét nghiệm lặp đi lặp lại về căn bệnh này đều cho kết quả âm tính. Ông Yaroshenko, phi công Nga đang thụ án 20 năm tù vì âm mưu buôn lậu cocaine,
vào Hoa Kỳ, dự trù sẽ sớm đến Nga. Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu nêu lý do mỗi lần dùng quyền phủ quyết. 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba 26 tháng 4 đồng thuận thông qua nghị quyết yêu cầu 5 nước thường trực của Hội đồng Bảo an phải đưa ra lý do cho việc sử dụng quyền phủ quyết. Hãng tin AFP cho hay nghị quyết được đề nghị lần đầu tiên cách đây hơn 2 năm, trong đó quy định Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ triệu tập trong vòng 10 ngày sau khi có bất kỳ thành viên thường trực Hội đồng Bảo an dùng quyền phủ quyết. Điều này nhằm tổ chức một cuộc tranh luận về tình hình mà quyền phủ quyết được thực hiện, đồng thời buộc quốc gia dừng quyền phủ quyết công khai chứng minh lập trường của mình. Liechtenstein là quốc gia đề nghị việc này. Ông Christian Wanagurs, đại sứ của Liechtenstein tại Liên Hiệp Quốc, nói biện pháp này sẽ tạo ra một thủ tục mới, nhưng không nhằm chống lại Nga. Gần 100 quốc gia đã ủng hộ nước này thúc đẩy cuộc cải cách, bao gồm Hoa Kỳ, Anh và Pháp. Việc tập hợp sự ủng hộ nhanh chóng như vậy đã gây ra sự bất ngờ ở Đại hội đồng. Ông Guinnessberg cho biết, nghị quyết nhằm thúc đẩy vai trò của Liên Hiệp Quốc, chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy tiếng nói của tất cả các nước không có quyền phủ quyết. Theo quan điểm của Hoa Kỳ, Nga đã lạm dụng quyền phủ quyết của mình trong 2 thập niên và nghị quyết được đề nghị nhằm giải quyết tình hình. Tuy nhiên, cả Nga và Trung Quốc đều không nằm trong số các nước ủng hộ nghị quyết. Một nhà ngoại giao của một trong 2 nước đã chỉ trích hành động này vì cho rằng sẽ gây chia rẽ Liên Hiệp Quốc hơn nữa. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với phần tin Hoa Kỳ. SpaceX phóng phi thuyền đưa 4 phi hành gia lên trạm không gian. Thưa quý vị, công ty hỏa tiễn SpaceX của tỷ phú Hoa Kỳ Elon Musk vừa phóng phi thuyền chở thêm 4 phi hành gia lên quỹ đạo hôm 27 tháng 4 để đến trạm vũ trụ quốc tế ISS cho NASA, bao gồm một bác sĩ y tế và một nhà địa chất học nghiên cứu về lở đất trên sao Hỏa. Hỏa tiễn đẩy của SpaceX bao gồm hỏa tiễn Falcon 9 2 tầng với phi thuyền Crew Dragon có tên Freedom đặt trên đầu, rời bệ phóng cùng phi hành đoàn 4 người lúc 3 giờ 52 phút sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ từ trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Cape Canaveral, bang California. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, 3 phi hành gia Hoa Kỳ và 1 phi hành gia Ý của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA sẽ đến trạm vũ trụ sau chuyến bay dài 17 giờ và cập vào trạm vào khoảng 8 giờ 15 phút tối giờ miền Đông Hoa Kỳ để bắt đầu một sứ mệnh khoa học kéo dài 6 tháng trong quỹ đạo cách trái đất khoảng 420 km. Các chuyên gia tường thuật rằng trong vòng 10 phút sau khi cất cánh, tầng trên của hỏa tiễn đã đưa Crew Dragon vào quỹ đạo sơ bộ. Trong khi đó, tầng dưới có thể tái sử dụng của Falcon 9 đã tách ra, bay trở lại trái đất và đáp an toàn xuống tàu đáp không người lái ở Đại Tây Dương. Một trong những phi hành gia liên lạc về trái đất nói rằng, thật là một đặc ân khi được phóng bằng hỏa tiễn mới này vào quỹ đạo. Tổng cộng trong 2 năm qua, SpaceX đã phóng 6 chuyến bay vũ trụ có người đi cùng. Tổng thống Biden đến Alabama để thăm nhà máy sản xuất hỏa tiễn chống tăng Javelin. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden tới tiểu bang Alabama vào thứ Ba để thăm một cơ sở của công ty Lockheed Martin sản xuất hỏa tiễn chống tăng Javelin. Đây là một trong số các vũ khí được gửi tới Ukraine. Hỏa tiễn Javelin là một trong những mặt hàng được yêu cầu nhiều nhất đối với quân đội Ukraine, khi nước này chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Vào tháng 3, Ukraine nói với Hoa Kỳ rằng họ cần 500 hỏa tiễn chống tăng mỗi ngày. Tuần trước, Tổng thống Biden nhắc đến hỏa tiễn Javelin khi ông công bố một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá khoảng 800 triệu Mỹ Kim sau một gói viện trợ tương tự vào đầu tháng này. Nếu được thông qua, gói mới nhất có nghĩa là Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ khoảng 3.4 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine kể từ khi cuộc xâm lăng của Nga bắt đầu vào ngày 24 tây tháng 2. Gói viện trợ được Tổng thống Biden công bố vào tuần trước sẽ là đợt tiền cuối cùng của Tổng thống sử dụng cho đến khi Quốc hội thông qua thêm tiền mua vũ khí cho Ukraine. Bộ Quốc phòng đã lấy vũ khí và thiết bị từ kho đạn của Hoa Kỳ để gửi đến Ukraine thay vì mua vũ khí mới từ các nhà sản xuất. Tổng thống Biden cho biết vào tuần trước rằng ông sẽ đưa ra yêu cầu chính thức để Quốc hội phê duyệt gói tài trợ bổ sung thứ hai để viện trợ cho Ukraine. Đồng thời nói thêm rằng ông mong Quốc hội sẽ hành động nhanh chóng đối với gói viện trợ này.
hơn phân nửa dân số Mỹ đã nhiễm COVID. Thưa quý vị, sau đợt COVID kỷ lục do Omicron gây ra, khoảng 58% dân số Hoa Kỳ nói chung và hơn 75% trẻ em đã bị nhiễm virus corona kể từ khi đại dịch bắt đầu. Theo một cuộc khảo sát máu trên toàn quốc được công bố vào ngày 26 tháng 4, nghiên cứu về các mẫu máu được gửi đến các phòng thí nghiệm từ giữa tháng 12 đến tháng 2, khi Omicron đang hoành hành, cho thấy trẻ em, nhiều em trong số này chưa chích ngừa, có tỷ lệ bị nhiễm COVID cao nhất trong đợt tăng đó. Trong khi những người từ 65 tuổi trở lên, thành phần được tiêm chủng nhiều nhất, có tỷ lệ bị nhiễm COVID thấp nhất. Trong cuộc khảo sát này, các nhà khoa học tập trung vào các kháng thể cụ thể được tạo ra để đáp ứng với SARS-CoV-2, vốn chỉ xuất hiện trong cơ thể con người sau khi người đó bị nhiễm COVID, chứ không phải loại kháng thể tạo ra bởi vaccine. Bà Christy Clark thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC trong một cuộc họp báo cho biết, có các kháng thể từ sau khi bị nhiễm bệnh không nhất thiết có nghĩa là bạn được bảo vệ khỏi bị nhiễm trong tương lai. CDC nhấn mạnh rằng tiêm chủng vẫn là chiến lược an toàn nhất để ngăn ngừa các biến chứng do COVID-19. Nhìn chung, số ca nhiễm COVID tại Mỹ đã lên tới 80,8 triệu, tăng 22,7% so với tuần trước, và số ca nhập viện tăng 6,6% so với tuần trước. Trong khi số ca tử vong tuần sau so với tuần trước đã giảm 13,2%, Hoa Kỳ đang tiến nhanh đến cột mốc ảm đạm với tổng số 1 triệu người chết liên quan đến COVID. Hơn 66% dân số Hoa Kỳ xem như đã tiêm chủng đầy đủ chống COVID. Theo dữ liệu liên bang, gần 46% người Mỹ cho đến nay cũng đã nhận được mũi tiêm thứ ba. Sau đây, Thúy Hằng mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi một số tin tức liên quan đến thành phố Houston. Người phụ nữ bị bắn nhiều phát tại khu chung cư phía tây Houston. Tin từ Houston, thưa quý vị, một phụ nữ đã chết sau khi bị bắn nhiều phát ở phía tây Houston vào chiều thứ Tư. Cảnh sát Houston đã nhận được các báo cáo về một vụ nổ súng tại một khu chung cư nằm trong khu 3400 ở West Chase Drive, gần giao lộ của đại lộ Richmond và vành đai 8 vào khoảng 4 giờ chiều. Sở cảnh sát Houston cho biết, các nhà điều tra tin rằng họ biết động cơ của vụ nổ súng, nhưng họ không thể chia sẻ thông tin đó vào lúc này. Tuy nhiên, họ tin rằng nghi phạm biết nạn nhân và họ không tin vụ xả súng là ngẫu nhiên. Các nhà điều tra cho biết có một phụ nữ khác cũng ở bên trong chứng kiến vụ nổ súng và gọi 911. Các quan chức cho biết nạn nhân đã bị bắn ít nhất 2 lần trước khi nghi phạm bỏ trốn. Các nhà điều tra tin rằng nghi phạm là một người đàn ông có thể khoảng 30 tuổi. Giao thông khu vực Galleria đóng đường kéo dài 2 năm trên xa lộ Tây Nam I-69 sẽ bắt đầu vào thứ Sáu này. Thưa quý vị, cơ quan giao thông tiểu bang Texas cho biết, đoạn đường Freeway nối 59 và 69 đi về phía Nam đến 610 Questlove, bắt đầu từ Upper Kirby đến Sugarland sẽ đóng. Đây là một phần của dự án sửa chữa mở rộng giao lộ I-610 Questlove và I-69 Southwest Freeway. Trong thời gian đóng đường, giao thông sẽ tiếp tục trên các làn đường chính đi về phía Nam của đường cao tốc Tây Nam I-69 đến đoạn đường ra Fountainville Drive, quay xe tại Fountainville và tiếp tục đi lên các làn đường chính về phía I-69. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc sửa chữa này, sẽ có một số làn đóng đường nối bổ sung sẽ diễn ra vào cuối tuần tới. Bạn có thể tìm thấy các đợt đóng đường tại trang web của dự án nút giao thông cao tốc Tây Nam I-610-I-69 tại website www.hou612s69.com. Các cuộc đình công ở Tam Cá Nguyệt đầu tiên năm 2022 tăng đột biến. Tin từ Việt Nam, báo Thanh Niên loan tin vào ngày 26 tháng 4 năm 2022, ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Cộng sản cho biết, trong Tam Cá Nguyệt thứ nhất năm 2022 đã xảy ra 64 cuộc đình công ở công nhân, tăng cao đột biến lên 40% so với cùng thời kỳ năm ngoái là 44 cuộc. Theo ông Quảng, trong 3 năm qua, từ năm 2018 đến năm 2021, Việt Nam có 591 cuộc đình công. Riêng trong năm 2018 là 214 cuộc đình công. Năm 2021, dù dịch bệnh có diễn biến phức tạp, nhưng cũng xảy ra 107 cuộc đình công. Tất cả các cuộc đình công đều bị
Tổng Liên đoàn Lao động Cộng sản cho là tự phát, không đúng quy định và không do công đoàn cơ sở tổ chức và lãnh đạo. Ông Quảng cho biết trong Tam Cá Nguyệt thứ nhất năm 2022, các cuộc đình công nhiều nhất là thời điểm giáp Tết Nguyên Đán và sau Tết, thời gian diễn ra từ 1 đến 5 ngày. Nguyên nhân là do công nhân chưa đồng tình với cơ chế trả lương của công ty, đặc biệt là vào dịp Tết thì nhiều công ty đã chậm trả lương, chậm thưởng hoặc chi trả chưa hợp lý, chất lượng bữa ăn chưa bảo đảm, công ty né tránh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, tổ chức tăng ca quá quy định, cai quản hà khắc và đối xử thô bạo với công nhân. Tỷ lệ đình công xảy ra nhiều nhất là ở các công ty Nam Hàn, tiếp theo là Trung Cộng, Đài Loan, Việt Nam, Nhật Bản và một số nước khác. Còn phân theo ngành nghề thì dệt may 40% số cuộc đình công, da giày chiếm 15%, điện tử chiếm 10%, chế biến gỗ chiếm 7%, số còn lại ở ngành nghề khác. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức Nam Châu ngày hôm nay. Thúy Hằng rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo.